Phù phép công tơ mét là một vấn nạn tại Việt Nam khiến nhiều người mua xe cũ cảm thấy bất an. Vậy số km thực tế bị ỉm đi như thế nào và làm sao để phát hiện? Để đi tìm câu trả lời, chúng tôi tới Gara Thành, 120 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây có thiết bị check chuyên dùng của các dòng xe như Audi, BMW, Mercedes, Porsche và nhiều hãng xe khác. Trước mắt chúng tôi là chiếc Mercedes E280 đời 2009 bị nghi là gian lận số km. Chúng ta cùng theo dõi điều gì xảy ra khi check bằng máy check chuyên dùng. Trên tay tôi đang cầm một thiết bị để chuẩn đoán cho dòng xe Mercedes-Benz. Thiết bị này có thể là chuẩn đoán thêm một số dòng xe của tập đoàn này nữa. Ví dụ như là Maybach, này, Musso hoặc là Smart. Thiết bị này thì có thể đọc được các đời của dòng xe Mercedes. Ví dụ như từ xe C mà đời 2001 quay trở lại đây và đến khoảng 2018-19 đọc được. Thiết bị này là một thiết bị đọc lỗi chính hãng. Vì thế chúng ta có thể đọc được tất cả các lỗi mà xe gặp phải. Khi mà các dòng xe cũ hơn thì chúng ta sẽ phải dùng một đầu chuẩn đoán cũ hơn, ví dụ như đầu C3. Với chiếc máy này thì chúng ta có thể kiểm tra được thông số km ở trên đồng hồ hiển thị của xe. Chúng ta cũng có thể kiểm tra được cái số km thực tế mà xe đã chạy. Chúng ta sẽ phải vào phần Mercedes-Benz này và chúng ta sẽ phải chọn cái đời xe. Như xe chúng ta đang đọc đây thì nó là một chiếc xe E280 và model của nó là W211. Chúng ta có thể đọc được km trên đồng hồ hiển thị bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng mà chúng ta cũng có thể kiểm tra được cái km thực mà xe đã đi. Và đây là sau khi kết nối được với cả xe này thì chúng ta sẽ vào phần đọc lỗi này. Ở đây thì chúng ta sẽ quick test, tức là test toàn bộ các hệ thống điện, các hộp mà trên xe có. Và đây là khi chúng ta đã quick test thành công này. Và bây giờ chúng ta muốn kiểm tra được cái km mà trên xe báo thì chúng ta sẽ vào phần instrument cluster, tức là cái đồng hồ của xe hiện tại bây giờ. Chúng ta kết nối vào đồng hồ này. Và chúng ta sẽ vào phần data của nó này. Mình đọc cái giá trị mà đồng hồ hiển thị. Và đấy, như các bạn cũng nhìn thấy đây, tức là reading of main odometer, tức là cái km mà hiển thị ở trên đồng hồ ấy, mà phần mềm của chúng ta có thể đọc được reading, đó là 55.823 km. Vâng, tuy nhiên đây chỉ là cái con số hiển thị ở trên đồng hồ, vì thế chúng ta muốn kiểm tra km thực mà cái chiếc xe này nó đã vận hành ở trên đường ấy, thì chúng ta có thể vào một mục khác để chúng ta kiểm tra. Chúng ta sẽ kết nối đến hộp chìa khóa, đó chính là hộp chìa khóa. Vâng, và đây là chúng tôi đọc được ở trong hộp chìa khóa mà cái km mà xe đã lăn bánh thực sự ở ngoài đường, đó là 101.632 km. Và như vậy là chúng ta có thể thấy là giữa km hiển thị trên đồng hồ và km mà thực tế xe đã chạy thì đã bị sai lệch, và cái con số sai lệch ở đây thì rơi vào khoảng là 4,5 km. Như vậy, con số hiển thị trên bảng đồng hồ là thông tin mà chiếc máy check nào cũng có thể đọc được, nhưng đó không phải là con số thực tế. Thông tin chính xác mà chúng ta cần là thông tin được đồng bộ hóa giữa ổ khóa, đồng hồ và hộp điều khiển động cơ, nhưng các showroom bán xe cũ gian lận có thể sẽ ỉm đi. Vậy hậu quả sẽ ra sao nếu thông tin kiểm soát trên một chiếc xe cao cấp không còn đồng bộ? Trên các dòng xe châu Âu, đặc biệt là dòng xe Đức, thì yêu cầu đồng bộ hóa giữa đồng hồ, này, hộp động cơ,
rồi hộp ABS và đến ổ khóa. Yêu cầu đồng bộ hóa của nó là rất khắt khe. Và khi mà chúng ta mà can thiệp vào một số tính năng như là km trên đồng hồ ấy, có thể nguy cơ dẫn đến là hỏng chiếc đồng hồ trên xe. Xin được nhấn mạnh rằng việc gian lận này thường chỉ gây hậu quả nghiêm trọng với các dòng xe cao cấp, yêu cầu tính đồng bộ hóa cao. Một số dòng xe phổ thông nhưng cũng yêu cầu khắt khe về mức độ đồng bộ hóa, đơn cử như một số dòng xe đời mới của Ford, Honda hay Peugeot. Chính vì vậy, khi mua xe đã qua sử dụng, quý vị nên tìm đến các garage uy tín để check kỹ càng, tránh hậu quả sau này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Tiếp Car TV.